Ok, hello anh em nhá. Hello tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình em ơi. Lại tôi đây. Ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục chia sẻ công thức, chia sẻ phương pháp cho anh em để anh em tham gia kiếm lúa cũng như là chốt lãi cầu kèo nhanh, kiếm lúa nhanh ở trong cổng game tài xỉu thiên đường ở chơi anh em nhá. Rồi, cổng game tài xỉu thiên đường ở chơi hiện tại là một trong những cổng game mình thấy là khá ngon anh em ạ. Đấy. Rồi, khá là ngon đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ vào mini game, vào bàn tài xỉu nổ hũ đi. Vào luôn cái bàn này kiếm lúa anh em ạ. Hiện tại bàn tài xỉu nổ hũ mình thấy là kiếm lúa cũng đang rất là dễ dàng rồi. Nên là mình sẽ vào đây luôn. Rồi. Ok. Xem nào, cầu kèo ở đây thì đang có xu hướng là khả năng cầu này là dễ với cái xu hướng của 321 này. Chạm cầu 32. Ok, xí ngậu thì đang có xí ngậu 1 và 3, xí ngậu song song à. Rồi, nếu mà xí ngậu song song như này thì thường thì sẽ thiên về cầu xỉu. Đấy, đi phát này thì mình sẽ không bắt 321 anh em nhé. Xí ngậu song song mình bắt về cầu xỉu, được chưa nào anh em? À, bắt tiếp cầu xỉu anh em ơi. Rồi, nếu mà về chạm xí ngậu song song này mình sẽ bắt về cầu xỉu. Đấy, vì thường thì nếu mà xí ngậu chạm xí ngậu song song anh em ạ. Đây, em quan sát đây. Chạm xí ngậu song song là nó sẽ rất là dễ là về cầu xỉu. Còn nếu mà chạm xí ngậu mà không song song mình sẽ bắt về cầu 321 ngay. Đấy, nhưng mà về song song rồi thì mình sẽ bắt về cầu xỉu anh em nhé. Bắt về cầu xỉu nào. Ok này, ba cú xỉu anh em nhá, ba cú xỉu. Rồi, mở bát đi anh em ơi. Thấy chưa, xem nào, phát này lại ba con một nhá, thì vật vã này. Nổ không? Ui giời, ăn lại còn ăn được cả hũ nữa này, như tuyệt vời anh em ơi. Ngon nhá, ăn luôn quả hũ anh em ạ. Rồi, ăn luôn quả hũ anh em, bú luôn anh em ơi. Trời ơi, ngon quá. Bú luôn quả hũ, bắt luôn tròn quả cầu 33, được chưa nào anh em? Húp chọn luôn đi chứ còn gì nữa. Húp chọn luôn đúng không? Rồi, khá là tuyệt vời anh em nhá. Và con game thi đường ngoài chơi này thì ngày nào nó cũng nổ hũ rồi. Đấy, nổ hũ 100% luôn anh em ạ. Rồi, ngày nào cũng dễ nổ hũ anh em nhá. Tỷ lệ nổ hũ cứ gọi là 100% anh em ơi. Rồi, anh em ạ. Rồi, sau khi mà về cầu này thì nó về form khung cầu, đó là form khung cầu 33 thôi. Thì với cái xí ngậu form khung cầu 33 thì mình lại về cầu tài thôi. Cứ theo cầu thôi anh em ạ. Cứ theo cầu thôi. Tài này mình sẽ vào nhỏ anh em nhá. Anh em có lúa to thì anh em có thể là chơi to. Và nếu mà có mức lúa nhỏ thì anh em chơi nhỏ anh em nhá. Rồi. Theo tiếp cầu tài đi anh em. Theo tiếp cầu tài đi. Nào, tiếp tục cầu tài anh em nhá. Theo tiếp cầu tài nhá. Ok này. Thế là nó về cầu xỉu anh em ạ. Vậy là bẻ về form xu hướng, nó là form xu hướng cầu xỉu 10. Bẻ về form xu hướng, nó là form xu hướng cầu xỉu 10 anh em ạ. Đây. Khá là tiếc khi mà nó không về khung cầu 33. Thì nếu mà khung cầu về khung cầu xỉu 10 thì anh em sẽ bắt cho mình khung cầu 35 anh em nhé. Được chưa? Nếu mà không về xỉu 10, à khung cầu 33 thì bắt cho mình khung cầu 35. Đấy. Với khung cầu 35 thì anh em lại tiếp tục bắt tiếp cầu xỉu. Đấy, tiếp tục là về cầu xỉu. Ok. Rồi, thì tay này thì mình sẽ làm một tay đó là tay căng đi. Đấy, thì khẳng định với anh em luôn là form khung cầu nếu mà nó không cầu 33 mà nên cầu 34 thì anh em cứ lên thẳng cho mình cầu 35, được chưa? Tỷ lệ ăn sẽ là tầm 90%, thêm một con xỉu nữa để về cầu 35. Đấy, thì tay này mình sẽ làm tay 10 cú anh em nhé. Làm tay 10 cú. Rồi. Theo tiếp anh em ơi. 10 cú xỉu này anh em ơi. Bình tĩnh anh em nhé. 10 cú nào. Ok, quả cầu thằng tiến quả cầu 35 anh em nhá. Rồi, 62 này. 621 anh em ơi, ăn luôn quả cầu xỉu anh em ạ. Được chưa? Chuẩn form khung cầu 35 chưa? Và gấp chão một tay 10 cú rất là tuyệt vời anh em ạ. Gấp chão một tay 10 cú rất là tuyệt vời và rất là thoải mái cầu kèo đúng không? Rồi, sau khi ăn xỉu, ăn form xu hướng cầu 35 rồi. Rồi, ăn xỉu, ăn form xu hướng cầu 35 rồi thì mình sẽ bắt tiếp về cầu tài anh em nhá. Đấy, bắt tiếp cầu tài nào. Rồi, tiếp tục cầu tài. 3 cụ 5 tài. Theo tiếp 3 cụ 5 tài anh em nhé. Theo tiếp tài đi. Nào, theo tài nào. Đấy, anh em thấy đúng không? Con game thì được ở chơi kiếm đúa nó dễ đúng không anh em? Quá dễ dàng anh em ạ. Quá dễ dàng. Rồi. Quá dễ dàng luôn anh em ạ. Nào, tiếp tục anh em nhá. Nếu mà ăn được quả cầu 35 này nữa thì chạy đúng cái form khung cầu quá là tuyệt vời rồi còn gì nữa. Đấy, đúng cái khung cầu luôn.
Nếu mà quả này bể cung cầu 3 năm anh em ạ. Rồi con 2 này, 22 rồi, vậy là 223. Về tiếp cho mình một con nữa là con xỉu. Thì trường hợp này là nó sẽ chạy về cầu bệt anh em nhé. Chạy về cầu bệt đây. Ra 9 và con 7 này, 19 7 này. Ok chưa? Vừa đằng trước này thì cũng có bệt là đôi 468 phát rồi. Thì phát này thì mình sẽ bắt đôi 46 này, mình sẽ bắt 7 bệt 7 phát anh em ạ. Vừa bệt 8 rồi thì phát này mình sẽ bắt bệt 7 phát. Ok chưa? Rồi, bắt tiếp xỉu anh em nhá. Đấy. Mình quay xe luôn anh em ạ, quay ngược luôn, nó về cầu bệt, xu hướng cầu bệt là mình sẽ quay về xu hướng cầu bệt luôn anh em ơi. Được chưa nào? Rồi. Theo tiếp 6 10 xỉu anh em ạ. Theo tiếp 6 10 xỉu. À, theo tiếp xỉu anh em nhé. Ok, form này thì mình nghĩ là vừa nãy thì bệt 8 xỉu rồi. Thì phiên này mình nghĩ là lặp lại sẽ chỉ căng lắm thì cũng chỉ 7 phát thôi. Và mình đang hướng đến là 7 phát xỉu sau đó mà mình bẻ anh em ạ. Sau đó là mình bẻ. Rồi, nào, mở bát nào anh em ơi. Rồi, 6-1 rồi. Ok, 6-2-1 vậy là chuẩn xỉu chưa anh em. Đấy, mình bảo rồi anh em ạ. Xu hướng con này đi cực kỳ là ngon. Xu hướng con game thiên đường vào chơi này đi cực kỳ là ngon luôn. Chính vì vậy thì anh em tải ngay game tài xỉu thiên đường vào chơi về và tham gia kiếm lúa ngay anh em nhé. Chốt lại ngay cùng với mình. Đấy, cầu kèo con này thì đi rất là hợp lý và tỷ lệ nổ hũ là 100% luôn. Ngày nào cũng nổ, quan trọng là anh em bắt có chuẩn hũ hay không thôi. Chứ hũ thì ngày nào cũng nổ, sợ đấy. Bắt không chuẩn hũ thôi. Đấy, được chưa nào? Đam mê săn hũ thì vào con game thiên đường ở chơi này cực kỳ là tuyệt vời rồi. Đấy, còn bây giờ nếu mà anh em muốn rút lúa thì có thể là ra đây thu lúa về. Mức lúa to thì mình đụng to, lúa bé mình đụng bé. Quan trọng là anh em nghỉ đúng lúc là được. Đấy, chơi đúng điểm, nghỉ đúng lúc là chốt lãi là nghỉ thôi anh em ạ. Rồi bây giờ thì có lẽ thì mình sẽ chốt lãi anh em nhá. Và chúc anh em là hôm nay 83, 86 kiếm thật nhiều lúa. Ok chưa nào anh em.